Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phơi bày luật ngầm ở các trung tâm đăng kiểm, một thời làm mưa làm gió. Trong những năm qua, báo chí đã không ngừng phản ánh những hành vi tiêu cực và tham nhũng tại các trung tâm đăng kiểm trên khắp cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên báo Người Lao Động cũng không ít lần thâm nhập các trung tâm này để ghi lại hình ảnh các đăng kiểm viên gợi ý và nhận tiền hối lộ từ các chủ phương tiện. Những vụ lót tay diễn ra một cách công khai và trắng trợn. Song phải đến khi vụ án được phanh phui, dư luận mới tỏ tường những quy định ngầm tại các trung tâm này. Trong nhiều ngày qua, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, an ninh được thắt chặt để bảo đảm trật tự cho phiên tòa lớn nhất trong lịch sử ngành đăng kiểm Việt Nam. Đây là sự kiện pháp lý đặc biệt, không chỉ vì số lượng bị cáo kỷ lục 254 bị cáo, mà còn vì tính chất nghiêm trọng và lan rộng của các hành vi phạm tội. Trong phiên xét xử này, các bị cáo, từ cấp thấp đến cấp cao trong hệ thống đăng kiểm, đều phải đối diện với công lý. Đăng kiểm là quá trình kiểm tra và xác nhận tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Theo quy định, mỗi phương tiện cần phải qua một loạt kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra hệ thống phanh, đèn, gầm xe, mức khí thải. Tuy nhiên, trong vụ án này, quy trình đó đã bị bóp méo một cách có hệ thống. Câu chuyện bắt đầu từ việc các đăng kiểm viên, nhân viên trung tâm phát hiện phương tiện không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Thay vì yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận, thì đăng kiểm viên lại gợi ý đưa hối lộ. Các đăng kiểm viên yêu cầu một khoản tiền để bỏ qua các lỗi kỹ thuật. Số tiền này thường được thỏa thuận dựa trên mức độ vi phạm và loại phương tiện, có thể dao động từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng. Sự thỏa thuận diễn ra kín đáo nhưng lại khá phổ biến, trở thành quy định ngầm tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Sau khi nhận tiền, các đăng kiểm viên hoặc kỹ thuật viên tiến hành giả mạo kết quả kiểm tra. Những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng sẽ biến mất trên giấy tờ, thay vào đó là những kết quả đạt chuẩn. Dữ liệu kiểm tra kỹ thuật bị sửa đổi hoặc nhập sai để hợp thức hóa việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Chưa dừng lại ở đó, để nhận hối lộ, các bị cáo tại một số trung tâm đăng kiểm còn dùng phần mềm để can thiệp vào kết quả kiểm định. Cụ thể, vào tháng 10/2019, Trương Duy Đức tại trung tâm 1505D Hải Phòng đã nhờ Hoàng Hữu Thịnh từ trung tâm 7302D Quảng Bình phát triển phần mềm chỉnh sửa dữ liệu kiểm định phương tiện. Thịnh đã tạo ra phần mềm Form 1 MDOSE để chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải và sau đó phát triển phần mềm AVAS có khả năng chỉnh sửa kết quả kiểm định theo ý muốn. Đức cũng thỏa thuận với Thịnh về việc bán phần mềm, chia sẻ lợi nhuận và giới thiệu phần mềm Form 1 cho Trần Thế Khánh Hổ từ công ty trách nhiệm hữu hạn Vietnet. Từ đây, Hổ và Hồ Ngọc Nam đã chào bán cả hai phần mềm cho nhiều trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án này đã cùng nhau thực hiện hành vi nhận hối lộ. Việc các bị cáo cùng thực hiện hành vi sai trái như vậy dẫn đến một câu hỏi quan trọng: liệu các bị cáo có nhận ra lỗi của mình không, hay là họ đã không nhận thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm vì sự đồng lòng của cả tập thể? Đây là lý do chính dẫn đến việc các cá nhân không nhận ra lỗi lầm của mình khi có nhiều người trong một nhóm cùng thực hiện một hành vi sai trái. Từng cá nhân có thể cảm thấy ít trách nhiệm hơn và cho rằng hành vi của mình không đáng kể so với toàn bộ hệ thống. Sự đồng tình và chia sẻ trong nhóm khiến mọi cá nhân có thể coi hành vi vi phạm là bình thường hoặc thậm chí là hợp lý. Chuẩn mực xã hội trong nhóm cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu việc nhận hối lộ trở thành một hành vi bình thường trong tổ chức, các cá nhân có thể tin rằng đây là chuẩn mực của nhóm, từ đó dẫn đến việc không nhận thức được mức độ sai trái của hành vi này. Thứ ba, sự đồng lòng trong việc chia sẻ trách nhiệm và lợi ích cũng làm giảm nhận thức về hành vi sai trái. Khi số tiền hối lộ được chia đều giữa các bị cáo, khiến mọi cá nhân có thể thấy rằng mình chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể, từ đó giảm bớt cảm giác chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm. Cuối cùng, thiếu nhận thức về sai trái là một yếu tố quan trọng. Khi hành vi sai trái
được thực hiện thường xuyên mà không bị phát hiện hoặc trừng phạt ngay lập tức, các cá nhân dễ dàng mất đi nhận thức về mức độ nghiêm trọng của hành vi đó. Tai nạn liên hoàn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 3 xe có còn hạn đăng kiểm. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làm 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Cục đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo về tình trạng kỹ thuật và hạn kiểm định của các phương tiện này. Cụ thể, vào lúc 8 giờ 58 phút ngày 11 tháng 7, tại km 49 400 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng đi Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô biển kiểm soát 15F00678, xe VF9 biển kiểm soát 30K75700 và xe bán tải biển kiểm soát 38C19583. Hậu quả vụ tai nạn giao thông ban đầu làm 2 người chết tại chỗ, 6 người bị thương, 5 người đã được y tế đưa vào bệnh viện cấp cứu, 1 người kẹt trong xe VF9. Báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, ô tô khách có biển số đăng ký 15F00678, biển số đăng ký nền vàng, nhãn hiệu GAS, năm sản xuất 2024, chủ phương tiện theo giấy xe đăng ký là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn QT Daichi Group tại thành phố Hải Phòng, địa chỉ chủ phương tiện số 70B, đường Cái Bèo, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Phương tiện thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu và được cấp giấy kiểm định ngày 17 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2930D, thành phố Hà Nội. Hạn kiểm định đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2026. Ô tô con có biển số đăng ký 30K75700, biển số đăng ký nền trắng nhãn hiệu VinFast, năm sản xuất 2023, chủ phương tiện theo giấy đăng ký xe là công ty cổ phần TD Dược phẩm Sunwin. Địa chỉ chủ phương tiện Trung Oai, Tiêu Dương, Đông Anh, thành phố Hà Nội. Phương tiện kiểm định lần gần nhất là vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2927D, thành phố Hà Nội. Hạn kiểm định đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2026. Ô tô tải pickup cabin kép có biển số đăng ký 38C19583, biển số đăng ký nền trắng nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2023, chủ phương tiện theo giấy đăng ký xe là Đặng Quốc Hoàng, địa chỉ chủ phương tiện Trung Bá, NP Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 8 tháng 7 năm 2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V, thành phố Hà Nội, hạn kiểm định đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2025. Trước đó, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, xe bán tải biển kiểm soát 38C19583 do Đặng Quốc Hoàng sinh năm 1983 trú tại Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Điều khiển trên xe có hai người, Trịnh Tuấn Anh sinh năm 1990 trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa và Lê Ngọc Hùng sinh năm 1988 trú tại Thanh Chương, Nghệ An. Xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 15F00678 do Quách Văn Lâm sinh năm 1989 trú tại Thanh Hối, Tân Lạc, Hòa Bình, trên xe chở theo 10 người. Xe ô tô biển kiểm soát 30K75700 do Trần Ngọc Thế trú tại Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình điều khiển, chở theo Lâm Quốc Hiếu sinh năm 1987 trú tại Đông Anh, Hà Nội. Vụ tai nạn khiến Trịnh Tuấn Anh, xe 38C19583 và Quách Văn Lâm, xe 16 chỗ 15F00678 chết tại hiện trường. 10 người được đưa đi bệnh viện để kiểm tra, 3 xe hư hỏng nặng. Cục Cảnh sát Giao thông đã xác định nguyên nhân ban đầu do xe bán tải đi chậm để tránh chướng ngại vật, xe 16 chỗ 15F00678 va chạm vào phía sau, va chạm nhẹ. Anh Lâm, Tuấn Anh, Hùng đứng lại tranh luận trước đầu xe 15F00678 thì xe ô tô 30K75700 từ phía sau đâm vào xe 16 chỗ dẫn đến tai nạn thương tâm. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, lái xe bán tải 38C19583 không vi phạm. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với cơ quan điều tra huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Viện Kiểm sát điều tra vụ tai nạn theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.